Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, gây rét đậm rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8 đến 11 độ, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 3 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13 đến 16 độ, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 16 đến 18 độ. Đáng lưu ý, đợt không khí lạnh này khiến tình trạng chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm tiếp tục gia tăng. Tại đồng bằng, nhiệt độ về đêm ở ngưỡng 8 đến 10 độ C và tăng dần lên mức 20 độ C vào ban ngày. Thời gian có nhiệt độ cao tương đối ngắn, dao động trong khoảng 11 đến 15 giờ hàng ngày. Đồng thời, độ ẩm trong không khí tại các khu vực tiếp tục xuống thấp, tình trạng hanh khô gia tăng gây cảm giác khó chịu. Thời điểm rét nhất trong đợt này là ngày 18 tháng 11, khi miền Bắc chìm sâu trong khối không khí lạnh và khô. Lúc này, nền nhiệt ở Hà Nội dao động 11 đến 13 độ C, rét đậm và rét hại duy trì cả ngày lẫn đêm. Ngày 19 đến ngày 22 tháng 12, nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội tăng chậm lên mức 16 đến 19 độ. Nhiệt độ ban đêm tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất là 8 độ C. Người dân sẽ cảm thấy rét buốt rõ rệt. Các địa phương chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường này được khuyến cáo tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực ngày và đêm mai. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 6 đến 18 độ, có nơi dưới 2 độ. Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 6 đến 18 độ, có nơi dưới 2 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ.